Hỏa lực dồn dập tấn công áp đảo đánh trên tất cả các mặt trận, nghệ thuật tác chiến đỉnh cao của Nga. Trước khi nổ súng, phương pháp của Nga là làm suy yếu sự gắn kết của kẻ thù bằng cách chia rẽ họ về mặt chính trị và nội bộ, khiến họ khó hợp lực đáp trả khi Nga thực sự tham chiến. Nga không thể đánh bại NATO trong một cuộc chiến tranh quy ước toàn diện trực tiếp vì NATO sở hữu lượng vũ khí vượt trội, còn xét về công nghệ Moscow cũng không so sánh nổi. Thế nhưng, Nga lại có cách đánh tổng hợp trên tất cả các mặt trận nếu xung đột vũ trang xảy ra ở châu Âu. Moscow sẽ kết hợp giữa khả năng gian đe hạt nhân với các cuộc tấn công mạng được triển khai một cách dồn dập, dữ dội và sẵn sàng phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của đối phương. Mục đích là nhanh chóng làm cho đối phương thấy rằng họ không thể tiếp tục chiến đấu. Trước khi nổ súng, phương pháp của Nga là làm suy yếu sự gắn kết của kẻ thù bằng cách chia rẽ họ về mặt chính trị và nội bộ, khiến họ khó hợp lực đáp trả khi Nga thực hiện tham chiến. Ngay cả khi kết quả hòa, Nga vẫn coi đó là một chiến thắng vì NATO, tổ chức mà Nga coi là một mối đe dọa lớn nhất, sẽ bị xáo trộn về mặt chính trị và mất ổn định bởi thiệt hại kinh tế do chiến tranh gây nên đến mức không còn là mối đe dọa với Moscow nữa liên minh nato thậm chí có thể tan giã và nga đứng trước cơ hội trở thành nước bá chủ trên lục địa châu âu trong cuốn sách chiến lược quân sự của nga các học thuyết và khái niệm tác chiến cốt lõi nhóm tác giả trung quốc phân tích rằng chiến lược của nga là dài hạn và được thực hiện trên nhiều lĩnh vực Kết luận này được Mikhail Kaufman, giám đốc chương trình nghiên cứu về Nga của CNA, chuyên gia, nghiên cứu Ania Fink, đưa ra dựa trên các tài liệu chiến lược, học thuyết, các bài phát biểu và bình luận trước công chúng của các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của Nga. Trong đó có các chiến dịch quân sự ở Georgia, Ukraine cũng đưa ra như đúc rút từ các cuộc tập trận quân sự trong cuộc chiến toàn diện nga sẽ không ngần ngại tấn công tiềm lực kinh tế chứ không chiếm đoạt lãnh thổ đánh vào cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương bằng cách sử dụng tên lửa tấn công mạng và lực lượng đặc biệt nga cũng sẽ đánh phủ đầu bằng lực lượng có giới hạn để vô hiệu hóa các mối đe dọa sắp xảy ra học thuyết của các lực lượng vũ trang nga là hợp nhất các công trình phòng thủ và tấn công mà không có sự phân biệt rõ ràng nga coi chiến trường tương lai là những chiến tuyến phân mảnh không liên tiếp không cố định tại đây phương tiện tác chiến điện tử kết hợp với hỏa lực thông thường sẽ đánh bại mọi nỗ lực quân chủ của đối chủ các lực lượng mặt đất của nga cơ động nhanh chóng để làm suy yếu sức mạnh đối phương và bảo toàn lực lượng của mình nga sẽ áp sát đối thủ cho đến khi có thể xây dựng được một vị trí phòng thủ vững chắc hơn rồi phản công sử dụng hỏa lực của tên lửa hành trình và máy bay không người lái nga sẽ tấn công vào các trung tâm kinh tế trọng điểm cũng như tiềm năng kinh tế của kẻ thù chứ không cần chiếm đoạt lãnh thổ Nga coi những tuần đầu tiên của cuộc chiến là rất quan trọng nhằm mục đích không cho kẻ thù giành được kết quả quyết định và gây ra những mức độ tiêu hao lớn. Với những thiệt hại về kinh tế và các cuộc giao tranh bất phân thắng bại, Nga hy vọng đối thủ sẽ lùi bước, sau đó tìm cách chấm dứt chiến tranh với các điều kiện có thể chấp nhận được. Các tác giả kết luận rằng học thuyết của Nga chấp nhận Nga yếu là yếu hơn bên trong cuộc xung đột với NATO, với con số ít hơn và công nghệ nói chung là kém hơn trên số các ứng dụng. Tuy nhiên, Nga vẫn đang tích cực thu hẹp khoảng cách trong một số những lĩnh vực học thuyết chiến tranh của Moscow ưu tiên tiếp cận theo cách vì đối xứng.